Chào các bạn quay trở lại với một livestream của Long và một video recording của Đức. Hoặc có thể gọi là một video mới. Yeah, chúng ta quay trở lại với Rules of Survival. Đây ông Long ấy. Long có thấy áo mới đẹp không? I like that. Ờ, tôi số 3 ấy. Thế đó? Ờ. Chẳng thế đó. Thôi không sang nhà tầng đâu, thôi sang xe đầu cầu đi rồi. What? Tôi mất đà quá. Lòng một mì đi đậu. Có một đứa dùng frying pan để giết một thằng này. Sư gói. Không đi được rồi. Mad kid. Lúc hết nhà rồi. Mad kid. What? Lòng biết tớ xa Lòng chỗ nào? Gần mà. What? Lòng số mấy? Lòng số 2 xa đấy. Xa đó. Hát chạm. Kịch One Punch Man. Quầy quá. Quầy quá. Thằng một thằng tân binh nha. Tân binh nha. Sao không nhận được cái này? Mẹ kia đâu? Đùa. Không. No. Tôi nghĩ không lông nhông ở đây đâu. Ở đây. Đức không có cặp. Được rồi. Thế á? Ở tổ thế thôi. System mail. Đi nhau. Cứ nhầm là thế nào? Ôi, thế sao tướng ở chỗ này? Đâu mà tự nhiên. Ê, có thằng Hunter. Cẩn thận nhá. Hả, có drop kìa. Hey, chào drop. Drop khỏe. I need a hand, man. Lean, locked it. Lean. Thì chạy không? Có xe máy sao ấy? Hình như xe máy đấy. Look at me. Reload. Một viên reload gì nữa? Did reload cho tiện. 12 viên. Yeah, ok. Long ơi. Có số 3. Tớ thì solo. Ôi giời. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi cho mọi người xem cái ảnh mất chết mà. Trời ơi. Mất có mấy cục bỏ. Đó. Trong nhà có cỏ nhá. There's weed in the house. Đây này chuẩn luôn gì. Đây này. Đúng không? There's weed in the house. Chẳng chẳng lại mà sai trong nhà có cỏ. Từ từ để tôi trêu Khánh phát. Unbox. Đúng rồi. Ây dầu. Tao đang trêu Khánh. Nhảy dù luôn ngay một giây đầu tiên. Sao mày anh đi trước không gọi gì cả. À chỗ này Long chết này. Long có nhớ không? Ngay chỗ cây kia mấy cái xe đạp. À xe máy. Khánh. Mày nó viên xe của bố. Ok. Hey bro. My bike. Bắn nổ xe giờ. Ôi Long. Oh no. No. Nó nổ mất. Chưa. Tớ lên nhà nha. Sao không lên được cái này? Drop kìa, ôi ngay trước mặt luôn hả? Thật kìa drop đấy nhưng mà có nhiều người lắm. Chỗ này cũng nào nhiều người lắm, chỉ đổi đầy. Thế à? Thế anh em mình đứng cam ở đây nhá. Nhìn cái cam kia kiểu muốn lắm ấy. Kiểu phê lắm. Thằng số 3. Thằng số 3 này. Long biết thằng số 3 là ai không? Mẹ đồi, chạy thẳng lên, kéo. Red dot. Cái gì? Chạy thẳng lên rồi, chạy thẳng lên rồi. Lút luôn đi. Đứng nhà ba tầng luôn. À. Đứng lô chứ đừng có lút gì đó. Ai ở đầu. Up to end stream hết. Excellent. Tôi cũng tối nhỉ? Tôi cũng đấm nước Long mà. Thế nào? Tôi cũng tối này. Nào Đức, đứng. Lên bỏ không? Không. Bất ổn mà. Melvin. Đây. Giật cho mình. Mình đang kiểu không ai đâu mà lao rồi. Roar. Bố mà đây. Đây, chờ đợi cửa. Yo, đứng kìa. Xuống nút đi. Đó, Long ở đâu ấy? Xuống nút, không ở đây không rồi. Mà Long ở đâu?
Đấy. Đó. Để xuống thẳng chỗ thuốc điều gì nữa. Long ở đâu ấy? Tôi không thấy Long đâu cả. Sorry. Hay Xcode này. Sao lại có thể bỏ thế rồi nhỉ? À, chỗ thuốc này á. Ờ, ok. Uống một hộp energy drink. Chạy, nít của chó. À, quảng cáo. Follow me. À, đây là follow me, có phải follow me không? Khánh English. Khánh English, man. Vinh Lịch. Vinh Lịch. Xe máy vừa rồi à? Xe máy nổ rồi cơ. Ai làm nó nổ nhỉ? Số 1 là Khánh đấy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, sướng quá rồi. À. Long ạ, tớ tìm được niềm vui cuộc đời rồi đấy. Cái xác à? Ừ. Cái xác hả? Bạn cứ nhầm kiểu, đây rồi, bao giờ chảo. Tớ có chảo sao sao đi. Ô cái chảo bên trong mông luôn nữa. Ờ, có xác à? Số 4 thằng nào. Đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bên kia rồi, bên kia rồi. Có người ở đâu ấy? Ở bên kia chắc chắn là có súng rồi. Có gì à? Đứng tìm điểm này. Ờ, ôi. Ý ấy. Ôi, xui xui xui. Thả mạng ơi, đúng rồi. Giờ cái side effect Long làm mình cười vậy. Nó không biết gì. Mình bỏ đây. À chứ, nếu mà tớ bỏ đấy mà không nhìn thấy ấy. Ừ. Nghe là nó ở hướng anh sau anh em ấy. Ồ phải. Long nó chứ. Đức tốt đức kem sau rồi này. Chắc. Bắn gì ấy? Bắn Long. Mà tiếng đạn vô nãy cũng chỉ là tớ. Nào không có người. Long kiểm chứng nha. Alo à ba. Chạy sang đây xe thôi. Không đi vậy. Ok. Gì đấy? Không, không phải, not me, not me, man, not me, man. Mất cỏ, chịu phết rồi đấy. Bíp bíp. Không bắn xe. Long đi đi, có người rồi đấy. Ây à, ây à, ây à. Ơ, tớ bảo có người thật à? Có người rồi đấy. Ồ. Oh. Có thật. Ui. Đây này. Đức vừa đáp smoke, Long không thấy gì cả. Đúng không Long? Thảo có liệu đáp đi. Đáp gây tiếng đi. Ok, có stun này. Stun. Có pháo thường không? 90 triệu người ạ. Có pháo thường đáp gây tiếng. Có mô tô lô 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 lô. Mô tô đáp, đáp ngang vào chỗ xe. Đừng đừng đáp vào chỗ drop. Ở chỗ drop à? Ờ, nó có shotgun lên đó. Ui. Đây rồi. Đó. Trời ạ. Đồng lồ. Ba cái xe. Ba cái xe ô tô. Damn. Oh, nhanh. Fast. Ném nhá, mô tô nhá. Long nhá. Ui. Hay lắm được quá. Sời, được Long khen sướng sướng. Mặt Long bật. Thấy rồi. Ôi, thấy rồi. Bắn được tầm nửa băng. Ôi, ngay sau cái bụi rậm luôn. Đâu? Dạ, thích mẹ. Anh dạ. Thôi nằm xuống, đi lâu. Ôi, trời. Xin đổi. Không chỗ tòa nhà 3 tầng ấy. Đấy, chúng ạ, yes. Nó nằm dưới đất. What? Rồi nã chục viên không được quả nào à? Đâu, đây á. À, đây, đây rồi, đây rồi. Chỗ cây, chỗ cây, chỗ cây, chỗ cây. Cứ bấm nhầm. Ờ, à, trốn rồi. Đâu, đâu, chỗ nào? Đây. À, đây ạ. Ờ. À, 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 thôi xong rồi. Nó là xong chỗ bụi rậm ấy. Ờ, shit, đây ạ. Chỗ này này. Ôi dồi dồi, thôi rồi. Khó quá, tớ lại không có 4x cơ. Thấy không? Ô, Long ở bên cạnh. Tớ lại bắn đằng sau Long ấy.
Ở đây thấy chuẩn chuẩn ngay trước mặt rồi. Nó không biết Long ở đấy đâu nhỉ? Oh yeah! Tình bạn nào cũng có kill ngoại trừ Đức. Ra chỗ... Ôi Khánh này. Trời đúng. Đức không kill. Lòng ba kill. Nhà chỗ vẫn được top 1 không kill đi làm màu. Hell yeah man. Wow. Nào giờ thì làm như thế nào? Chicken. Các bạn nếu bạn thích thì bấm nút like xuống dưới đó. Mới lên channel thì bấm nút subscribe ở ngay bên dưới kia. Stop. Top 1, ok. Nhập, nhập, subscribe nhập, và nếu các bạn. Các bạn sẽ đưa này vào mình. Xin các bạn gặp video sau. Goodbye.